Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, hôm nay mùng 8 tháng 3, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát các dự án đầu tư phát triển đô thị và có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sapa. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Sapa đã báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cùng giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết số 18 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thị xã Sapa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thị ủy Sapa đã ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả. Hết năm 2022, tổng lượng khách du lịch đạt trên 2,5 triệu lượt, bằng 39% mục tiêu nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 49,2% mục tiêu nghị quyết. GDP bình quân đầu người đạt trên 105 triệu đồng. Công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết liệt, phát triển, thị xã lựa chọn 3 lĩnh vực đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 địa bàn trọng điểm và 6 giải pháp để thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho rằng, sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, diện mạo Sapa đã có những thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, Sapa cần tập trung thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới còn cao, tiến độ xây dựng một số dự án công trình trọng điểm của thị xã còn chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, một số dự án lớn gặp khó khăn chưa được tháo gỡ, công tác chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự đô thị chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, Sapa là khu du lịch quốc gia, được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến. Chính vì vậy, sự vào cuộc và hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cấp, các ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để Sapa phát triển bền vững giai đoạn tới. Và phát triển Sapa phải theo hướng riêng có. Đấy, khi thành lập thị xã thì phải có một cái câu nghị quyết quốc hội đấy, một thủ tướng nói suốt đấy. Đó là phải đặc biệt gắn với khí hậu, gắn với sinh thủy, gắn với rừng, gắn với văn hóa, gắn với bản sắc của Sapa. Tóm lại là phát triển theo hướng riêng có và phải phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa, đô thị, nông thôn, các lĩnh vực, y tế, giáo dục, đô thị, vân vân, và phải phù hợp với cái định hướng chung, phát triển chung, quy hoạch chung cấp tỉnh và yêu cầu điều kiện thực tế của chúng ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Sapa cần phải chú trọng công tác xây dựng đảng, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, quan tâm đến công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cho lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc Sapa đề xuất các dự án để tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đô thị là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra hiện nay. Tuy nhiên, địa phương phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ trương, hình thức đầu tư hợp lý để phát huy hiệu quả đầu tư các dự án gắn với đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.